Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 11 tháng 4 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Ra mắt mô hình điểm 1 cộng 10, một đảng viên phụ trách 10 hộ tại thị trấn Nhu Quỳnh, huyện Văn Lâm. Một số khó khăn cần tháo gỡ để giải phóng mặt bằng cho hành lang an toàn đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch phố nối trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hiệu quả bước đầu từ việc sáp nhập các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Khai mạc lễ hội đền Phượng Hoàng ở huyện Phù Cừ, di tích gắn liền với câu chuyện Tống Chân, Cúc Hoa, Thủy Chung, Chọn Nghĩa, Vẹn Tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 19 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Sự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh, nhằm kịp thời có những giải pháp thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành xem xét, đánh giá, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Trong đó, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết nghị thông qua quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong định hướng quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tại kỳ họp, các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Đức Tải trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định về việc không thu một số loại phí lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân tổ chức doanh nghiệp do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Giám đốc Sở Nội vụ Lê Quang Hòa trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc tạm giao số lượng cán bộ công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc sáp nhập hai thôn để thành lập thôn mới thuộc xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên. Theo đó, sáp nhập hai thôn Doanh Châu và Đông Hồng của xã Phú Cường thành thôn Hồng Châu. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trịnh Văn Diễn trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết thông qua quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu phát triển đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Theo hướng trở thành một đô thị thông minh, xanh, môi trường sống tốt, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại, công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước, phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp, xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên, bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy, đời sống nhân dân được nâng cao, quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh, thành phố giàu đẹp văn minh văn hiến hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa phố hiến xưa. Là nơi đáng sống của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, là trung tâm kết nối giữa các địa phương trong vùng, giao thương với các nước Đông Bắc Á, đặt trong mối liên kết đa ngành, các tỉnh thuộc vùng thủ đô. Sau khi nghe Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung được phân công, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bấm nút điện tử biểu quyết thông qua 7 nghị quyết chuyên đề đã được trình với tỷ lệ tán thành đạt 100%. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Thế Cử, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thuộc Tổ đại biểu số 6, đơn vị huyện Khoái Châu do chuyển công tác. Đồng thời bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đinh Hồng Quyên, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản và các Phó Chủ tịch cũng tặng hoa chúc mừng đại biểu Quốc hội Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên.
chúc mừng ông Đinh Hồng Quyên, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu là Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh, kỳ họp đã dân chủ thảo luận thống nhất thông qua 9 nghị quyết, trong đó 7 nghị quyết chuyên đề và 2 nghị quyết về công tác cán bộ. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của tỉnh. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phải tổ chức công bố theo quy hoạch theo quy định, đồng thời chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch theo hướng đồng bộ, xây dựng và ban hành kế hoạch hành động để thực hiện quy hoạch và đảm bảo các nguồn lực để chúng ta tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của từng nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Có kế hoạch bố trí nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách, bảo đảm chính sách được ban hành phải thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan căn cứ nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tập trung chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh để tiến hành rà soát các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên một số lĩnh vực nhằm đánh giá tính khả thi, sự bất cập trong quá trình thực hiện để sửa đổi bổ sung kịp thời, đúng pháp luật, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về các nội dung, kết quả của kỳ họp, vận động đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vừa qua, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Văn Giang về hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Đến nay, huyện Văn Giang hoàn thành lập 11 đồ án quy hoạch phân khu đô thị, 1 đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm đô thị. Huyện đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục, chuẩn bị đầu tư xây dựng các hạng mục công trình bến xe khách trung tâm huyện theo quy hoạch tại xã Tân Tiến với quy mô giai đoạn 1 khoảng 1 hectare. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. Trung tâm y tế huyện đạt tiêu chí bệnh viện hạng 3 theo quy định của Bộ Y tế. 100% trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn đạt chuẩn giáo dục. Huyện duy trì 14 bãi chôn lấp để xử lý rác thải hữu cơ đã được phân loại, 8 điểm tập kết rác thải trước khi vận chuyển đi xử lý, đồng thời đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng khu trung tâm văn hóa huyện với diện tích trên 12 ha, mức đầu tư dự kiến trên 530 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu huyện Văn Giang tập trung hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới về giao thông, trung tâm văn hóa, thể thao huyện. Công tác lập quy hoạch cần đáp ứng quy hoạch chung của Trung ương và tỉnh, khuyến khích thành lập các doanh nghiệp về xử lý môi trường, quy hoạch điểm bày bán nông sản địa phương để phát triển thương mại dịch vụ. Các sở ngành tập trung cùng với huyện Văn Giang tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Sáng nay, Ban Dân vận tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị ra mắt mô hình điểm dân vận khéo 1 cộng 10, tức là một đảng viên phụ trách 10 hộ gia đình ở thôn, tổ dân phố tại thị trấn Nhu Quỳnh, huyện Văn Lâm. Việc triển khai mô hình điểm dân vận khéo 1 cộng 10, một đảng viên phụ trách 10 hộ gia đình ở thôn, tổ dân phố nhằm đổi mới nội dung phương thức thực hiện công tác dân vận của đảng, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên ở thôn, tổ dân phố, đồng thời là cầu nối giữa cấp ủy đảng chính quyền với nhân dân. Qua đó tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phòng chống tệ nạn xã hội, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, công tác giải phóng mặt bằng các dự án, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở ra mắt mô hình điểm này, thị trấn Như Quỳnh cũng thành lập 267 mô hình dân vận khéo 1 cộng 10 trên địa bàn. Tại hội nghị, đại diện đảng viên phụ trách và các hộ gia đình ký bản cam kết thực hiện mô hình. Đảng bộ thị trấn Như Quỳnh xây dựng nghị quyết, xây dựng kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo. Song song việc đó, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho mỗi một đồng chí đảng viên tự nhận 1 đến 10 hộ gia đình để làm tốt công tác vận động tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách của đảng, triển khai các mô hình
các dự án trên địa bàn, xây dựng quê hương xanh sạch đẹp và hướng tới đô thị văn minh. Nhân dịp này, Ban dân vận tỉnh ủy phối hợp với huyện Văn Lâm, thị trấn Như Quỳnh tiến hành trồng hàng cây mô hình dân vận khéo với 30 cây Osaka tại khu dân cư mới phố Như Quỳnh. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện giải phóng mặt bằng cho gần 380 dự án với diện tích gần 1.900 ha. Đến hết quý 1 năm 2024, toàn tỉnh tiến hành giải phóng mặt bằng được trên 344 ha. Trong đó, các dự án khu cụm công nghiệp giải phóng mặt bằng được gần 180 ha, các dự án đô thị, khu dân cư được trên 21 ha, các dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở giải phóng mặt bằng được trên 43 ha. Các dự án đầu tư công có sử dụng đất giải phóng mặt bằng được trên 100 ha. Các địa phương có kết quả thực hiện cao là huyện Yên Mỹ giải phóng mặt bằng được 105 ha, trong đó có 78 ha cho các dự án khu cụm công nghiệp. Huyện Khoái Châu giải phóng mặt bằng được 65 ha, huyện Ân Thi được 48 ha. Kết quả đạt thấp là thành phố Hưng Yên, huyện Văn Lâm, Tiền Lữ. Các địa phương đang có diện tích cần giải phóng mặt bằng nhiều là huyện Kim Động với 333 ha, thị xã Mỹ Hào với 368 ha, ít nhất là huyện Tiên Lữ và Phù Cừ. Thành phố Hưng Yên có diện tích cần giải phóng mặt bằng trên 190 ha, nhưng có số dự án nhiều nhất với trên 100 dự án. Thưa quý vị và các bạn, đến nay tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng các vị trí móng cột cho dự án quan trọng quốc gia đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Đối trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng cho hành lang an toàn đường dây tải điện này đang xuất hiện một số khó khăn vướng mắc khi triển khai rà soát nguồn gốc đất thổ cư. Gia đình anh Khúc Chí Hùng hiện đang kinh doanh siêu thị mini và sinh sống ổn định tại ngôi nhà rộng 200m² ở thôn Xuân Đào, xã Lương Tài. Tuy nhiên, hành lang an toàn lưới điện đường dây 500 kV mạch 3 sẽ đi chéo qua phần phía sau của ngôi nhà. Gia đình anh Hùng sẽ phải tháo dỡ phần diện tích 82m² của ngôi nhà cho dự án. Do kết cấu ngôi nhà bị phá vỡ, diện tích còn lại không đủ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, nên anh mong muốn và đề xuất được tạo điều kiện tái định cư ra vị trí khác. Tuy nhiên, trên hết, anh vẫn có tinh thần ủng hộ dự án, chấp hành chính sách quy định của nhà nước. Gia đình cũng nghiêm chỉnh chấp hành tốt về dự án này. Cái diện tích mà phải thu hồi, cắt chéo hình tam giác, còn lại một nửa hình tam giác. Cái diện tích này mà gia đình sử dụng thì nó rất là khó khăn. Nhất là một cửa hàng mình sống về cái kinh doanh bán hàng này. Thì cái nguyện vọng của gia đình, các cấp, các cơ quan có thẩm quyền xem xét là tạo quyền giúp đỡ cho gia đình thu hồi lốt cái diện tích đất còn lại và cho gia đình tái định cư. Trong phạm vi hành lang đường dây 500 kV mạch 3, tổng số hộ nằm trong diện phải giải tỏa mặt bằng và đủ điều kiện tái định cư tại xã Lương Tài là 4 hộ, trong đó thôn Xuân Đào và thôn Nhật Tảo, mỗi thôn có 2 hộ. Đối với những các hộ dân thì đã kiểm đếm các cái tài sản trên đất và các bước tiếp theo thì cũng đang xác định cái vị trí tái định cư cho một số hộ. Thì đối với các hộ thì cũng rất đồng tình, ủng hộ đối với cái chủ trương. Thị xã Mỹ Hào có 11 hộ thuộc phường Minh Đức và xã Hòa Phong nằm trong diện tích giải phóng mặt bằng. Mặc dù chỉ có 4 hộ thuộc diện tái định cư, song theo lãnh đạo xã Hòa Phong lại xuất hiện tình huống hy hữu. Anh Vũ Văn Thọ trúng đấu giá lô đất số 14 nhưng lại xây dựng trên lô đất số 21, nơi người khác trúng đấu giá đã bỏ cọc. Việc xây nhầm nhà trên đất không phải của mình đang được xác minh làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan. Bên cạnh các hộ rõ ràng về diện tích, tài sản trên đất đã được kiểm kê, thì việc phát sinh những trường hợp như trên gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án quan trọng quốc gia đường dây 500 kV mạch 3. Huyện Kim Động đang tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau đo đạc bản đồ, dồn điền, đổi thửa. Huyện Kim Động có trên 54.000 thửa đất nông nghiệp cần cấp giấy chứng nhận sau dồn thửa đổi ruộng với diện tích 5.700 ha, trong đó gần 37.000 thửa đã được cấp đổi giấy chứng nhận đến người dân, đạt tỷ lệ gần 70% số thửa. Hiện nay, số diện tích tồn đọng trong công tác cấp đổi giấy chứng nhận tại huyện Kim Động tập trung ở 3 địa phương chưa hoàn thành bản đồ địa chính nên chưa có hồ sơ để thực hiện cấp đổi, gồm Song Mai, Đồng Thanh và Vũ Xá với khoảng 7.000 thửa. Còn lại là những hồ sơ có khó khăn vướng mắc về nguồn gốc đất, chênh lệch thực địa sau đo đạc tại các địa phương. Khi mà triển khai thực hiện cái dự án VLAP hiện tại là gặp một số các cái khó khăn.
Vì khi mà triển khai cấp đến tay người dân ấy thì đối chiếu cái số liệu giữa thực địa và trên giấy chứng nhận thì hiện tại là còn có những chênh lệch về diện tích, rồi chênh lệch ở vị trí, cho nên là hiện tại thì chúng tôi cũng đang đề nghị với các cái cơ quan chuyên môn của huyện để có cái giải pháp để khắc phục. Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kim Động thường xuyên phối hợp với phòng tài nguyên môi trường cùng với các xã hướng dẫn đôn đốc những quy trình về cấp giấy nhận, cử cán bộ về phối hợp cùng xã là xét duyệt cùng với tinh thần là hồ sơ nào là gọn hồ sơ đó. Nếu trường hợp mà những khó khăn vướng mắc thì là hội đồng đăng ký đất đai tham mưu và có những cái đề xuất trên cơ sở đề xuất của xã, là những trường hợp vướng mắc thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể. Với phương châm làm tới đâu chắc tới đó, việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bước đầu đã mang lại hiệu quả nhiều mặt. Xã Thanh Long là một trong 8 địa phương của huyện Yên Mỹ thực hiện việc sắp nhập trường tiểu học và trung học cơ sở từ năm 2023. Sau khi sắp nhập, trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Long có 42 lớp học với trên 1.600 học sinh, trong đó có 25 lớp tiểu học và 17 lớp trung học cơ sở. Bộ máy tổ chức nhân sự của trường giảm 1 chi bộ, 1 tổ chức công đoàn, 1 cán bộ quản lý, 1 kế toán. Ban đầu khi mới sáp nhập cũng gặp không ít khó khăn, song nhà trường nhanh chóng có biện pháp bình ổn tư tưởng cho cán bộ giáo viên, phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng vị trí công việc. Nhờ vậy, hoạt động của trường trở nên thống nhất, chất lượng giáo dục nâng cao, là một trong 5 trường có kết quả thi trung học phổ thông cao nhất huyện Yên Mỹ. Trước đây các phòng học thì khá là nhỏ, bàn ghế thì cũng cũ. Và sau khi xây em được học trong ngôi trường rộng hơn, khang trang hơn, phòng học thì thoáng mát và các thiết bị hiện đại, thì chúng em cảm thấy là tiếp thu được nhiều kiến thức hơn và cảm thấy thoải mái trong mỗi giờ học ạ. Qua hơn một năm quản lý trường liên cấp sau sáp nhập thì tôi cũng nhận thấy bộ máy được tinh gọn hơn. Chúng tôi cũng đã thực hiện cái việc là rà soát lại cái cơ sở vật chất, thế và điều chỉnh, ví dụ như những cái phòng nào mà chúng tôi thấy là sau sáp nhập mà có thể dồn được thì chúng tôi sẽ dồn và điều chỉnh các cái công năng sử dụng sang các cái mục đích khác. Thực tế cho thấy sau khi thực hiện việc sáp nhập 12 trường thành 6 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hưng Yên, gồm trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Trung, Lam Sơn, Phương Triều, Bảo Khê, Hùng Cường và Phú Cường, các địa phương có thêm điều kiện tập trung đầu tư nguồn lực cả về đội ngũ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất thiết bị dạy học, nhất là khắc phục hiệu quả tình trạng thiếu giáo viên. Chúng tôi có thể hỗ trợ nhau trong cái công tác chuyên môn, giáo viên nhạc của khối tiểu học có thể lên trung học cơ sở hỗ trợ, thì chúng tôi không cần phải đề nghị giáo viên tăng cường từ các trường khác ở nội thành về nữa. Các thầy cô thì có thể hỗ trợ nhau về công nghệ thông tin, về các đồ dùng học tập. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên sáp nhập 58 trường tiểu học và 58 trường trung học cơ sở thành trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Các trường học sau khi sáp nhập đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đoàn kết, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Sáng nay ngày 11 tháng 4, tức ngày 3 tháng 3, năm Giáp Thìn, thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến, huyện Phù Cử, tổ chức khai mạc lễ hội Đền Phượng Hoàng. Đền Phượng Hoàng hay còn gọi là Đền Cúc Hoa, thờ bà Cúc Hoa, vợ của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Tống Chân. Bà là người mang đầy đủ những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt. Câu chuyện về cuộc đời bà có giá trị nhân văn sâu sắc và được thể hiện bằng truyện thơ nổi tiếng Tống Chân Cúc Hoa. Tuy xa chồng 10 năm, nhưng bà Cúc Hoa vẫn giữ trọn tình nghĩa thủy chung, dũng cảm bảo vệ hạnh phúc riêng và là một người con dâu hiếu thảo. Bà xứng đáng là tấm gương cho mọi thế hệ phụ nữ về sau noi theo. Sau khi bà mất, nhân dân đã xây dựng đền Phượng Hoàng trên nền ngôi nhà bà đã ở để tôn thờ. Lễ hội Đền Phượng Hoàng diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 4, tức là từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 3 âm lịch. Ngoài phần lễ dâng hương, còn có các trò chơi dân gian như cờ tướng, đi cầu dây qua sông, thi bắt trạch trong chum. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.